Chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Thì ngày hôm nay đầu tiên mở màn cho video, ngày hôm nay mình sẽ có hai con máy mình thấy là khá là phổ thông và chắc chắn rằng là các bạn muốn mua, mình sẽ giảm giá một máy 300.000 cho các bạn để cho các bạn ủng hộ kênh mình nhiệt tình hơn và chia sẻ video của mình nhiệt tình hơn, cũng như ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video tiếp theo để săn những cái hàng xịn sò chất lượng và được bảo hành lên tới 6 tháng 1 đổi 1. Về chế độ bảo hành 1 đổi 1 6 tháng thì các bạn biết rồi đấy. Lỗi là đổi máy khác chứ không phải là lỗi sẽ sửa chữa lại các bạn nhé. Nên các bạn khá là yên tâm khi mua sản phẩm của bên mình. Và bên mình cam kết là bán máy men zin, màn zin không bị sửa chữa để cho các bạn yên tâm được sử dụng bền lâu. Mình có một shop duy nhất ở Tân Phú, Đồng Nai, sát ngay cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai các bạn nhé. Còn mình có bán online trên toàn quốc đối với tất cả cho những bạn khách hàng gần xa. Mình sẽ ship đến tận nơi, các bạn chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500.000. Hàng đến các bạn được kiểm tra hàng, được test máy rồi mới thanh toán nốt số tiền còn lại nha các bạn. Kênh Di động Nhà Nam của mình bán điện thoại di động thì cũng rất nhiều năm nên có thâm niên và cũng rất là uy tín trên thị trường rồi, nên các bạn yên tâm. Thì cái sản phẩm của mình giảm giá 300.000 ngày hôm nay là 6S Plus 32GB. Trên tay mình đây là một con máy màu trắng. Thì các bạn cũng biết là hôm trước con này là tình trạng zin nguyên bản 32GB. 6S Plus màn hình 5.5 inch nhá. Đây là màu silver hay còn gọi là màu bạc trắng, vân tay vân chân đầy đủ và cam kết là hàng chuẩn quốc tế. Thì như các bạn cũng biết là hôm trước giá thực của nó là mình bán 3.2 triệu. Tuy nhiên ngày hôm nay là giảm giá cho các bạn 300. Thì nó sẽ còn là bao nhiêu? 3.2 triệu trừ đi 300, ok, nó chỉ còn là 2.9 triệu thôi. Và các bạn lưu ý 2.9 triệu này là mình báo cái giá máy trần các bạn nhé. Và tất cả những sản phẩm mà kênh Di động Nhật Nam bán là báo giá máy trần hết, tức là không tặng kèm bất cứ một phụ kiện nào. Bạn nào cần phụ kiện nào chúng ta có thể mua thêm phụ kiện đó khi mua hàng. Thì cái 6S Plus ngày hôm nay 32GB mình giảm giá 300 chỉ còn là 2.9 triệu thôi. 2.9 triệu thôi nhá. Đây là màu silver, có tình trạng zin nguyên 32GB chuẩn chỉ, tình trạng pin 9X, tức là pin 90% trở lên. Đấy, con này cụ thể là 91 vì có đúng một máy thôi. Nên là mình bán là 2.900.000 thôi, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Bên cạnh đó thì có một con pin 86% và con máy này là màu gray hay còn gọi là màu xám đen. Thì bạn thấy màu xám đen là lưng sau màu xám lông chuột và mặt trước màu đen. Và con này tình trạng zin nguyên bản 32GB 6S Plus, cũng màn hình to 5.5 inch, cũng vân tay vân chân đầy đủ và cũng là máy chuẩn quốc tế, cũng là máy chuẩn zin. Tình trạng pin 86% và có giá bán cho các bạn là 2.800.000. 2.800.000. Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn sở hữu những con 6S Plus với giá được giảm giá tới 300.000 các bạn nhé. Đây là lúc các bạn nên mua sản phẩm này. Và không có nhiều, chỉ có một máy màu gray và một máy màu silver mình giảm giá cho bạn như thế thôi. Rồi tiếp theo, rất là nhiều khách hàng mấy ngày hôm nay hỏi con M51. Thì nhân tiện đây, lâu nay mình cũng không review con này. Mình có nói có nhưng mà nhiều khách hàng thì chưa thấy mình review. Nên là mình nghĩ trong lòng có thể là lo lắng, không biết là mình không review lên liệu máy có đẹp hay không. Thì xin thưa với bạn đây, bên shop Nhà Nam chỉ bán máy đẹp, chỉ bán máy đẹp keng. Những máy nào 99 nói rõ tình trạng 99 và đều bán rẻ hơn, nên các bạn không việc gì phải nghĩ ngợi nhá. Bên mình là bán hàng rất là uy tín, chuẩn chỉ. Tiền thật thì thóc thật, mà thóc lép thì hàng nó lại cũng kém chất, thế thôi. Cho nên là đừng so sánh giá, đừng tiếc vài trăm nghìn các bạn nhá. Đây, một con M51 có thể nói máy không khác gì máy mới. Không khác gì máy mới, giá 5.500.000. Và con M51 chính hãng Samsung này là có quả pin trâu tới 7.000. 7.000 thì xài cả tuần lễ, đối với những người nếu như sử dụng và làm việc ít các bạn nhé, là xài cả tuần lễ. Còn những người nhiều thì mình nghĩ là cũng phải được 3-4 ngày hoặc là 5 ngày đấy mới phải sạc pin. Bạn yên tâm rằng đây là một con máy rất là keng, chuẩn. RAM 8, bộ nhớ 128GB, hơn thế nữa màn hình tới 6 inch 7. Ngoài việc sở hữu viên pin 7.000 thì con này còn được trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 7308 nhân, rất là mạnh mẽ. Đây là một con máy rất đáng mua, chất, chính hãng của Samsung, dùng được 2 SIM, cam kết zin, cam kết chính hãng và bảo hành cho các bạn 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Có giá bán là 5.500.000 máy trần nha các bạn. Tiếp theo thì ngày hôm nay mình cũng chỉ còn duy nhất một con XS 64GB. Các bạn, duy nhất có nghĩa là chỉ có một máy thôi. Con này tình trạng là máy zin chuẩn chỉ, ngon lành cành đào, sử dụng ok. 64GB, để mình xem luôn mã gì vì nhân tiện nó đang có mở máy lên đây.
Mã Mỹ 64 ghi iPhone XS. iPhone XS thì các bạn biết là iPhone màn hình nhỏ các bạn nhé, chỉ có 5 inch 8 thôi. Các bạn đừng nhầm lẫn với con XS Max hộ mình nhé. Đừng nhầm lẫn bởi vì nghe nó cứ loang loáng qua đến hồi lại tưởng là XS Max. Đấy. Nhưng thực tế đây là con XS màn hình nhỏ 5 inch 8, nó là size nhỏ. Nó to bằng iPhone X. Đấy. Và đây là con XS. Máy thì đạt tiêu chuẩn là 99% zin quốc tế chuẩn chỉ. Để mình xem luôn pin bao nhiêu bán các bạn yên chí. Còn đúng duy nhất một con review cho cặn kẽ để bạn mạnh mẽ mua ủng hộ cho mình nhé. Ok, pin tới 96% luôn. Và giá chỉ có là 6.700.000. 6.700.000 mua về đút sim vào là dùng. Sản phẩm này thì có thể dùng được 2 sim trở lên rồi. Có nghĩa là một sim vật lý như bình thường và một e sim các bạn nhé. Khá là chất, máy chuẩn chỉ màu đen, còn đúng một cái 64GB màu đen. 6.700.000 pin 96 luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì hôm nay có về thêm, có về thêm được một con Reno 6Z các bạn ạ. Đây là con Oppo Reno 6Z rất mới. Đây nhìn thế này các bạn biết là máy rất mới, mới như thế nào các bạn tự định lượng luôn. Còn đối với mình đây là một sản phẩm rất mới, gần như máy mới nhá. RAM 8 bộ nhớ 128GB và Reno 6Z 5G. Là xài được 5G bình thường ngon lành, và đây là màu đa sắc xanh. Có duy nhất một máy đa sắc xanh, là giá bán của nó là 5.600.000 các bạn nhé. 5.600.000. Giá cũng cực kỳ là ok, rẻ hơn mua đập hộp mấy triệu bạc, hơn 3 triệu bạc, gần 4 triệu bạc. Vì con này lúc mới các bạn cũng biết là nó khoảng 9.500.000, 9.900.000 gì đấy. Bây giờ là chỉ có 5.600.000 thôi các bạn nhé. Mà máy này không khác gì máy đập hộp. Mình dám đảm bảo nếu như mình dán guarantee các cái xong bỏ vào cái hộp thì nó lại thành như cái máy mới. Nhưng mà không chơi làm kiểu đấy nhé. Làm kiểu đấy thì lại điêu, đúng không? Không chơi như thế được. Nó cứ phải là thực tế, tiền thật thóc thật, tiền nào của đó. Rất là chất. Reno 6Z chính hãng, giá 5.600.000 có một máy, không khác gì máy mới. Rồi tiếp theo nữa đây thì hôm nay có sản phẩm 6S. Thấy nhiều bạn hỏi 6S, tuy nhiên là các bạn ấy hỏi là bản 128 thì mình cũng không còn hàng bản 128 đâu. Thì nhân tiện đây mình chỉ còn được làm hai cái máy bản 64GB. Thì mình thấy 64GB là xài bộ nhớ cũng rất là nhiều rồi. Bởi vì thực ra 6S bây giờ thì cũng chẳng làm trời làm đất gì để mà cần phải bộ nhớ nhiều, đúng không? Chẳng ai bây giờ đi mua 6S về để đi quay phim cho nó đẹp, cho nó nét, hay là để mua về quay chụp ảnh cho nó ngon xịn sò cả. Thực tế ra thì mua cái này chỉ là để dùng máy chữa cháy, máy phụ đấy này kia. Nên là mình nghĩ 64GB là quá thoải mái dùng rồi. Và đây còn một con màu silver, máy tương đối là đẹp. Tình trạng pin thì con này có thể mình nghĩ khi các bạn mua, nếu muốn yên tâm các bạn nên thay pin. Và giá của nó chỉ là 2.500.000, 2.500.000. Và nếu thay pin cộng cho mình 150.000. 64GB quốc chuẩn quốc tế nhé, máy zin nhá. Nhưng pin nó chỉ còn 80%+ thôi. Mình nghĩ các bạn nên thay. Đấy, thay thì mình chỉ tính tiền pin 150.000 nữa là các bạn cộng vào cho mình. Đấy, còn bình thường máy là 2.500.000. Con này thì là màn hình nhỏ 4:7 các bạn nhé. 4:7, 64GB. Nói chung rất là ok. Đấy, mình giờ chỉ sợ cái bản 16GB thôi, chứ còn từ 32GB lên là mình thấy những dòng này mua là xài phà rồi, không cần phải tìm 128GB cho nó nhọc người các bạn nhé. Không dùng gì hết cả. Đấy. 64GB giá 2.500.000. Bên cạnh đó thì mình còn được một con, cũng là pin bị thấp rồi, pin 83 thôi. Thì mình chỉ bán 2.400.000. Lý do tại sao con này rẻ con kia? Con này cũng zin như con kia và cũng là 64GB. Cũng chuẩn chỉ quốc tế, ngon lành cành đào, máy zin đen đét. Và về là chỉ gắn sim vào xài. Tuy nhiên con này là bị run nó ăn một tí ở lưng, các bạn thấy này đấy. Có những cái lấm chấm ở lưng là run ăn. Hàng người ta gọi là hàng trùng chỉ đấy các bạn. Đấy. Tuy nhiên những hàng như thế này thì chuẩn là zin rồi, không thể nào run, nó không bao giờ ăn vỏ lô. Vỏ lô thay vào đố mà run ăn được nhá. Đấy. Màn hình thì đẹp keng, không có chảy xước cái gì đâu, các bạn cứ yên tâm. Ngon lành, chuẩn chỉ. Đấy, đẹp, tiêu chuẩn của một chiếc máy cũ zin khá chất. Mà con này chỉ có giá bán là 2.400.000, pin 83. Nếu như có nhu cầu thay pin thì báo mình thay, cộng thêm 150.000 cho mình nhá. Tất cả sản phẩm là mình báo giá máy trần, và tất cả sản phẩm đều bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng để các bạn yên tâm sử dụng, và cũng như là để khẳng định cái uy tín và thương hiệu của di động Nhật Nam luôn các bạn. Rất là nhiều ít, rất là ít shop dám bảo hành đến 6 tháng, vì cái 6 tháng bạn biết là một cái thời gian rất là dài, dài đằng đẵng luôn. Đấy.
mà tại sao bên mình bán hàng dám bảo hành cho bạn 6 tháng một đổi một? Bởi vì mình tin tưởng cái hàng của mình xuất ra là hàng đã được kiểm định kỹ, hàng chất lượng, năm họa 10 thì xui lắm thì mới có một máy bị lỗi kỹ thuật thôi, thì cái đó mình đổi. Chứ còn nói thẳng với các bạn mình bán hàng để kiếm lãi mà ngày nào cũng có người réo, có người đổi thì làm sao mà mình làm được, đúng không? Làm sao mà mình làm được, cứ làm lỗ không ai làm, đúng không? Làm là phải có lợi nhuận, làm là phải có doanh thu. Đấy, cho nên hàng bên mình rất là chất lượng, các bạn yên tâm nhé. Rồi, tiếp theo đây thì mình giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm 12 Pro. 12 Pro màu xanh thì hôm nay mình lại có hàng tiếp rồi đây. Không phải con máy hôm nọ đâu, con máy hôm nọ là mình bán rồi, hôm nay mình có con khác nữa. Đấy, con hôm nọ là bán cho ông anh ngoài Hải Phòng rồi đấy. Nếu ông anh đấy mà xem thấy clip này thì để lại bình luận hộ mình, bởi vì cái dòng máy này 12 Pro này mình bán rất là rẻ. Nên là có những vài cái vết chảy xước đây, chẳng hạn như thế này các bạn thấy chảy này. Đấy, chảy nhẹ ở viền thôi. Còn tuy nhiên là màn hình là không chảy, màn hình không chảy, không bể, không gì hết. Lưng sau cũng thế, rất là đẹp. Đây, báo cáo với các bạn là lưng sau cũng thế, rất là đẹp và viền cạnh cũng rất là ok. Tuy nhiên là những cái sản phẩm này nó bị chóc những cái xi hoặc là có những cái vết chảy ở viền lặt vặt, nhưng các bạn phải hiểu là mình chỉ bán có 14,3 triệu thôi. Rẻ hơn rất là nhiều so với một chiếc máy keng. Và những cái máy này về các bạn gắn cái ốp vào là xài vắng ngắt luôn. Vắng ngắt luôn, không ai cần biết là nó chảy hay nó gì đâu. Đấy, chả nhẽ là mình gặp ai mình cũng lại đi dở cái ốp ra bảo máy của tao chảy, đúng không? Còn mình cầm trên tay không lẽ cái thằng nào nó cũng dở hơi nữa bảo đưa mày xem, đưa tao xem cái máy, gỡ ốp ra xem máy mày chảy không, đúng không? Chả thằng dở nó làm điều như thế để thời gian kiếm tiền, lo kiếm chuyện nó đâu. Đấy, rất là nguy hiểm. Cứ rẻ tiền là ta chơi. Và những cái máy như thế này bán rất rẻ và vẫn bảo hành cho bạn 6 tháng và cam kết vẫn là máy zin nguyên bản nhà sản xuất, chuẩn chỉ, không bị sửa chữa nhá. Chỉ có những vết chảy nhẹ thôi, không đáng kể. Và chỉ có 14,3 triệu con 12 Pro 128GB luôn, màu xanh. Đấy, màu xanh. Bên cạnh đó thì có một con còn rẻ hơn nữa là màu đen. Đấy, nó cũng như thế, cũng có một vài vết chảy nhẹ và rất là rẻ, chỉ có là 14 triệu thôi các bạn thấy. Đấy, đẹp lắm, lưng sau là không chảy không sứt gì hết á, chỉ có ở viền lâu lâu có tí thôi. Đấy, thậm chí con đen này khá là đẹp, đây có một vết nhẹ đây đấy. Đấy, những cái viền này nó vận chuyển chẳng may nó là kim loại, nên các bạn biết khi cà vào những cái, một số người ta sự thích dùng cái ốp cứng, ốp vào thì nó ốp vào cái viền này, nó xài lâu ngày nó hay bị cạ vào nên nó chắp cái xi hoặc nó chảy nhẹ tí các bạn nhé. Đấy, chứ còn máy thì rất là chất và mình đã kiểm định rồi. Nói thật ra nếu không chất, không an toàn kỹ thuật, bố mình không dám nhập bán. Bán ra đến lúc các bạn đè mình, các bạn đổi chứ các bạn có tự chịu đâu. Ai bây giờ thử coi, vừa mua về 3 tháng mà lỗi coi, có mà dãy sần sật lên điện cho mình bắt đổi đúng không? Có ông nào không bắt đổi không? Có ông nào ngậm ngùi bảo thôi tao ném tao mua cái khác đâu, đúng không? Như thế thì mấy anh bán hàng sướng quá. Đấy, nhưng mà sướng như thế thì lại mất khách. Đấy, sao mà lại tao đấm vào mua của hàng thằng đấy, mua hay hỏng đúng không? Mua hỏng xong nó không đổi cho. Nên là bên mình luôn luôn là giữ khách hàng và rất uy tín. Đấy, máy không chất không bao giờ dám bán. Bán ra là khác gì bán uy tín, bán danh dự ra để lấy tiền ăn dần. Như thế thì làm vài năm sau thì có mà lại bán lúa giống đi ăn, đúng không? Đấy, thì con này 14 triệu, 12 Pro 128GB các bạn nhé. Khá là chất, máy này thì, sản phẩm này thì là mã Mỹ rồi. Bởi vì mình đã nhìn thấy đây có sử dụng được sim 5G. Đấy, nhưng mà xem luôn, đúng rồi, mã Mỹ đấy, 128GB các bạn ạ. Rất là ngon lành, chuẩn chỉ mà giá rất là rẻ. Thực ra con 12 Pro này giá nó chỉ bằng con 11 Pro Max thôi. Đấy, lý do là nó chảy mấy vết để đánh giá thấp. Chứ không thôi ít nhất nó cũng phải cỡ 15 triệu rưỡi. Rồi, ok, tiếp theo đây, thích hàng keng thì đây. Giá không thua kém gì 12 Pro bao nhiêu, nhưng chỉ là con 12 thường 64GB thôi, nhưng như mới. Đấy, kỹ thì lại dùng con này, hoặc là chị em phụ nữ thì nên chọn con này. Bởi vì nó đẹp quá, nó đẹp quá mà nó chất quá, nó trưng chắc quá, đúng không? Không thể nào mà gọi là chảy xước gì hết, mình ngắm nhìn nó sướng hơn, đúng không? Nhưng tiền chi ra nó cũng phải nhiều. Và con này thực tế thì không nhiều lắm, hôm nay mình bán giảm giá cho bạn chỉ còn có 13,3 triệu. Hàng này gọi là hàng sale luôn rồi, chứ đừng có nói mà đắt nữa nhá. 13,3 triệu. Mà các bạn biết là sở hữu một con máy mới chỉ sạc pin có vài chục lần, không khác gì máy mới đập hộp. Đấy, không khác gì máy mới đập hộp. Các bạn thấy nhìn chân sạc này, chân sạc màu trắng mà nó mới cứng như thế này, dấu hiệu mới chỉ cắm ít lần. Đấy, hàng cắm ít lần nhìn phát biết ngay, thấy không? Nhìn nó tươi, chuẩn, ngon lành. Và giá là 13,3 triệu. iPhone 12 64GB nhá. Đây là máy màu trắng.
Bên cạnh đó thì mình có luôn cả tím thủy chung luôn. Đấy, tím thủy chung chất chuẩn chỉ luôn, cũng 13.300.000. Đấy, cũng là bản Mỹ nhá. Đấy, các bạn thấy này, chân sạc chưa kịp bẩn, lỗ loa chưa kịp bẩn, máy xài chưa kịp chảy lông mèo luôn. Mới sạc vài chục lần, hàng này giống như kiểu trưng bày chỉ sạc thôi chứ chưa dùng nhiều nên là rất là chất, không khác gì hàng đập hộp nhá, thua đập hộp mỗi hộp thôi. Đấy. Thôi thì mua hàng này xong về đập cái mẹt, lấy cái mẹt ở nhà ra gõ đỡ tốn công, đỡ tốn tiền. Rồi, có luôn cả màu xanh đậm đây, xanh hồng hà đây, đúng không? Đấy. Cực kỳ là ok luôn. Và con này cũng là 13.300.000. Đấy. Ngon lành, giá hấp dẫn, dễ mua. Giảm tới mấy trăm nghìn so với tuần trước. Bởi vì ôm iPhone giống như ôm bom nổ chậm ấy. Giá nó xuống là bán lỗ SML luôn. Rồi tiếp theo để còn cái gì hay hay giới thiệu trước, xong rồi mấy cái dở dở giới thiệu sau, đúng không? Hàng rẻ thì anh em thích coi trước để mua. Ok, đây có luôn XR cực rẻ. XR rẻ hơn cả 8 lớp. Thế thì tại sao lại không mua XR mà xài nhỉ? Thứ nhất này, rất là nhiều cái hơn 8 lớp. Cấu hình hơn này, camera hơn này, pin trâu hơn này, đánh game sướng hơn này. Đấy, XR chỉ có 5.800.000. Con này lý do 5.800.000 là vì nó là hàng khoảng 98-99%. Viền cạnh đẹp, không cấn móp gì nhiều, chuẩn chỉ ok. Tuy nhiên bị chấm vành camera. Đây là cái bệnh cố hữu của dòng XR. Chuyên môn bị chóc những cái si ở trên này, vì các bạn biết là khi người ta si mà những cái vành này nó quá mỏng, nên là cái si nó không bám được lâu, mà xài mà bị cọ cọ vô là nó chóc ra nhá. Đấy, nó chóc trắng nhẹ này. Cái này về ông nào khéo tay lấy quả bút lông tô mẹ lên luôn, nó đen xì luôn là chả biết chóc luôn. Đấy, lại dùng nhá. Đấy, lại dùng chứ chẳng lại, cũng không có thằng dở hơi nào mà nó lấy cái máy của ông rồi bắt đầu nó lại lấy cái áo của nó ra, xong nó chùi chùi cái chỗ mà ông tô lên đâu. Đấy, ông cứ yên tâm nhá, mua về tô phát đẹp luôn, rẻ, đỡ phải đau cái gì? Đỡ phải viêm màng túi vì nó rẻ có 5.800.000 thôi này. Đấy, XR pin trâu ngon, giá rẻ 8 lớp. Đấy, hàng này không mua thì mua hàng gì? Shop này không mua thì còn mua shop nào nữa? Kênh này không đăng ký thì còn đăng ký kênh nào nữa, đúng không? Đấy, 5.800.000 XR bảo hành 6 tháng chuẩn quốc tế các bạn nhé, 64GB. Đấy, bên cạnh đó thì có con đẹp hơn, chả chóc chiếc gì hết, khỏi tô. Và cũng không sợ thằng nào lấy áo trắng lau, đúng không? À, nói không chóc thì cũng không phải. Con này nó cũng có một tí dị dị nhưng nhẹ lắm, nó đẹp, tương đối là đẹp. Con này nó đánh giá chuẩn 99% luôn. Chính vì vậy con này mình sẽ bán với cái giá là 6.000.000 bạc. Đấy, nó cũng vẫn rẻ ăn 8 lớp và chất, chắc chắn là chất. Bảo hành đến 6 tháng một đổi một và cam kết là hàng chuẩn quốc tế chọn đời máy, cam kết men zin, máy zin không bị sửa chữa. Đấy, thế là quá yên tâm. XR các bạn nhé. Rồi tiếp theo đây nữa thì có một con hàng iPad mini 4 giới thiệu trước. iPad mini 4 phiên bản cực nhiều bộ nhớ. Vâng, cực nhiều nó là bao nhiêu? 128GB đã nhiều chưa các bạn? Rất nhiều. Lăn lê bò càng để chụp ảnh, quay phim cũng không đầy bộ nhớ con này được nhá. Đấy, 128GB đối với một con iPad thì các bạn biết khá là nhiều. Mà con này có màn hình 8 inch, nhỏ gọn mỏng, cầm trên tay không mỏi. Đấy, xài thì rất là mượt và sướng. Máy thì nói chung là gần như là máy mới, 99.9%. Đấy, gần như là máy mới nhá. Và pin trâu, pin còn ngon, pin hình như còn cả 90% luôn. Nói chung là trên 90. Chứ tầm này rồi không cần phải kiểm tra nữa. Chất, bảo hành 6 tháng, máy vân tay ngon lành cành đào, 8 in, chuẩn chỉ. Và hôm nay cũng giảm giá, đặc biệt giảm giá 300.000 bán 5.900.000 thôi. Đấy, thế thì không chốt đi thì còn đợi sang năm chốt à? Sang năm chốt thì nó lỗi thời rồi đúng không? Đấy, đừng hoãn lại cái sự sung sướng các bạn nhé. Mua về giải trí xem phim ngon lành luôn. Đấy, cực chất iPad mini 4. Và đây là phiên bản dùng được cả SIM và Wi-Fi. SIM là dĩ nhiên, dòng iPad là chỉ dùng mạng thôi nhé, không nghe gọi được bằng SIM đâu. Nhưng nghe gọi Messenger, Zalo các thứ thì ok. Đấy, dòng iPad nó là như thế. Và iPad thì cũng bảo hành 6 tháng. Và tất cả, kể cả iPad hay iPhone hay là bất cứ một cái gì bên mình bán ra thì chỉ bán báo giá là máy trần thôi nhá. Bạn nào mà nhà có sạc rồi thì khỏi mua, chưa có lại tốn thêm tiền. Nhưng không sao, mua sạc bên mình cũng rất là yên tâm, vì bên mình chỉ cung cấp những cái bộ sạc tốt và zin chuẩn để bạn được sử dụng bền lâu. Có thể xài bộ sạc đấy chưa hỏng thì hỏng mất mấy cái máy rồi. Đấy,
Rồi tiếp theo nữa đây thì còn một con 8 8 thường. Con này là iPhone 8 thường hay còn gọi là 8 nhỏ nhá. Nhỏ là 4 in 7 đấy các bạn. 4 in 7. Con này thì mình hay đánh giá là siêu máy phụ chuẩn. Con này thì mình thay pin rồi. Thay rồi bạn đỡ tốn tiền thay nữa, quá sướng. Đấy. Quá sướng luôn. Chứ còn đừng có mang cái ý nghĩ là mua rẻ rẻ về để dọn. Ui rồi ôi, một tiền gà ba tiền thóc các bạn ạ. Đấy. Còn này nhá. Sẵn bên mình thay nó luôn rồi. Bên mình thay thì đương nhiên là mình chỉ là cái giá pin nhập vào thôi thì nó đỡ hơn nhiều so với lại cái giá thay, còn tính cả công thợ. Đấy, tính cả công thợ này rồi các kiểu, nên các bạn đừng có ý nghĩ thôi tao mua đại pin 80 về tao dùng vài bữa tao tự thay. Đấy, một tiền gà ba tiền thóc các bạn nhá. Lỗ là cái điều chắc chắn. Đấy. Cái gì cái phải được sự đảm bảo. Con này thì màn hình 4 in 7, máy màu trắng, có ngoại hình đẹp ken. Chuẩn, đã thay pin rồi đỡ phải tốn thêm mấy trăm. Thì giá bán của nó ngày hôm nay mình bán là 4 triệu 2. Rất là chất các bạn nhé. iPhone 8 nhỏ, 8 thường, lưng cũng bằng kính rồi, sang chảnh. Không thua kém bố con thằng nào cả. Ngon, chuẩn. Đấy. Thuộc cái dạng có điều kiện mới dám chơi con này là máy phụ chứ đùa đấy nhỉ. Chất, đẹp lắm bạn, và có đúng một cái màu trắng rồi hết rồi. Đánh chết số mình còn cái nữa. Đấy. Ai chốt rồi là hết hàng luôn nhá. Đẹp lắm bạn ạ, 4 triệu 2 thôi, máy chuẩn quốc tế 64GB nhá, 64GB. Rồi tiếp theo nữa là một con iPhone 11 mới luôn. Con này mới sạc khoảng 1-20 lần này. Mới, mình đảm bảo với các bạn mua về là không lầm. Mở hàng ra xem là ưng ý. Máy màu đỏ 128GB chuẩn chỉ luôn, 128GB, và chắc chắn rồi các bạn rẻ hơn được một ít so với đọc hộp thôi. Bởi vì nó cũng mới. Rất là nhiều nơi mình biết nhưng không tiện nói ra đây. Họ cũng mua những cái sản phẩm như thế này về đóng một cái hộp vào. Thế là bán cho các bạn, nghiễm nhiên bán cho các bạn một thành một cái máy mới. Vì các bạn biết là cái vấn đề in ấn của một cái hộp, đóng một cái hộp giấy không khó. Đóng một cái siêu không khó. Và mua một cái dây sạc zin để bỏ vào cái hộp đấy cũng không khó. In vài quyển sách hướng dẫn cũng không khó. Thậm chí rất là nhiều những cái nơi bán như thế. Nên là mình biết tại vì sao họ có những cái giá cạnh tranh. Mà một số bạn trẻ của chúng ta chưa trải sự đời nhiều, đúng không? Đấy, chưa trải sự đời nhiều. Nói chung là người ta gọi tóm tắt là tấm chiếu mới. Thế là vào là cứ thế là so giá là nhìn cứ loạn hết cả lên. Đấy, rất là gọi là nhũn não luôn các bạn ạ. Cho nên con này mình bán là 11 triệu thì mình nghĩ là rất là ok. Đấy, bạn nào kết thì chơi luôn, bởi vì đây cũng là một con máy mới. Không cần phải giải quyết khâu oai, bởi vì cái điện thoại bây giờ nó không oai nữa rồi. Nó là một cái vật dụng gọi là mang tính chất giải quyết cho nhu cầu công việc của chúng ta thôi và giải trí thôi các bạn nhé. Không có oai thì cái điện thoại. Bây giờ oai là phải thể hiện bằng cách là biệt thự to, xe hơi hạng sang, hạng xịn thì mới oai được. Cái điện thoại hết oai rồi các bạn ạ. Đấy. Rồi tiếp theo là sản phẩm XS phiên bản 256GB nọ về rất nhiều nhưng rất tiếc là đã bán hết rồi. Hôm nay chỉ còn hai máy. Một máy màu trắng và một máy màu gold. Đấy. Thì đây, review trước con máy màu trắng. Con này là sản phẩm 99 thôi nhá, không được ken. Đấy. Các bạn xem từ đầu đến giờ thì bạn thấy đấy. Con nào xấu bảo xấu, con nào đẹp bảo đẹp. Mình không việc gì phải nói điêu cả. Đấy. Nói điêu làm gì, nói điêu chỉ mang đến mất uy tín và mất khách hàng. Đấy. Và con này cũng màn hình 5 in 8 bởi vì nó là iPhone XS thôi nhá. XS 256GB. Chắc chắn rồi, màn hình là không có chảy xước gì đâu. Có chăng là lông mèo thôi, dáng cường lực và là vắng ngắt. Còn viền cạnh thì các thứ thì đương nhiên phải có chảy xước nhẹ vì là hàng 99 các bạn nhé. 256GB, tuy nhiên giá bán thì cực kỳ là ok luôn. Con này chỉ có là 7 triệu rưỡi thôi. 7 triệu rưỡi, iPhone XS 256GB chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Cực kỳ là chuẩn luôn, máy zin nguyên con các bạn nhé. Bảo hành 6 tháng, chuẩn quốc tế. Tiếp theo là có màu vàng cũng 256GB. Màu vàng thì mình xin mạn phép bán mắc hơn 200.000. Đấy, anh nào chịu chơi, thích chơi màu vàng gold, mỗi lần móc ra cứ sáng loáng như thanh kiếm ấy. Thì đấy, chi thêm 2 xị. Đấy, nó oách lắm. Kinh khủng lắm, bởi vì cái màu vàng nó chói mà. Nó chói lóa. Đấy, chói lóa thì thêm 200 nhá. Đấy. Ok, là 7 triệu 7 nhá. Và cũng không có nhiều, còn đúng một cái thôi. Đấy. Xong lại phải chờ đến kiểu nửa tháng sau hay tuần sau mới lại nhập được hàng tiếp. Rồi, thì đến đây mình cũng xin tạm dừng, mặc dù còn rất rất là nhiều máy nhưng thời lượng video đã quá nhiều, nó coi nhiều thì anh em cũng mệt, cũng mỏi mắt. Và mình review lâu thì mình cũng mỏi mồm, cho nên là mình xin phép tạm dừng ở đây. Và anh em nào có ý định mua sản phẩm bên shop di động Nhật Nam, vui lòng liên hệ đến một trong hai số điện thoại sau đây: 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng.
Tuy nhiên, nếu ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì cứ đến trực tiếp mua, còn ở xa yên tâm cứ mua online. Bên mình thâm niên bán online đã nhiều năm và rất là uy tín. Hàng đến được kiểm tra thì sợ cái gì? 100-200 ngàn tiền đặt cọc không có đủ động lực để cho bên mình lừa lọc các bạn đâu. Bởi vì các bạn nghĩ thử xem, đối với một kênh YouTube lớn như mình thế này, một shop bán hàng cũng tương đối là khủng như mình thế này, thì không lẽ mình lại vì 100-200 nghìn để mà đánh giá con người, đánh giá cái đạo đức, đánh giá cái bản thân thấp như thế đúng không, mà lại không gửi hàng cho bạn. Có nhiều bạn bảo sợ đặt cọc xong anh không gửi thì sao, thế thì hỏi đầu gối cho xong, hỏi không biết trả lời nào luôn. Còn đấy, có những câu hỏi xong lại hỏi hàng của anh có tốt không, thế không lẽ lại mình bảo không, hàng em không tốt, hàng em đẻo lắm, anh đừng mua đúng không. Có thằng nào bán hàng mà lại ngu như thế, đi trả lời như thế. Nên là căng lắm. Anh em là gọi là cứ đăng ký kênh của mình này, để theo dõi hàng trăm, hàng nghìn video. Hàng nghìn là có thật, kênh của mình bây giờ là đã mấy nghìn video trong mấy năm nay rồi, đúng không? Nên là nói hàng trăm, hàng nghìn là không điêu một chút nào đâu nhá. Cứ theo dõi hàng trăm, hàng nghìn video trên kênh của mình. Chán đi, mỏi hết mắt, bơ phờ hết cả người ra đi. Xong lúc đó điện thoại đến cho mình để chốt đơn. Đấy, là ngon luôn. Về là hàng là xài chất, đảm bảo 6 tháng lỗi là đổi, cứ yên tâm, đừng đánh rơi nước, đừng bỏ vào nước, đừng làm, gọi là nói chung là bằng cách nào đó đừng làm nước vào máy và đừng làm vỡ. Đấy, đừng làm cấn móp vỡ viết gì đó. Còn dĩ nhiên thì mua cái hàng như nào thì ở shop mình đã ghi nhận, bởi vì anh em biết bên mình rất là kỹ, mình không nói ra thôi, hôm nay mình mới nói bật mí là khi mà đóng hàng là bên mình quay lại video cái hàng luôn. Nên là anh em về lỡ tay nằm rớt phát chày chỗ nào á là không cãi được, bởi vì hôm sau là mình đã lục lại cái video mình xem nhá. Nên anh em không phải sợ vấn đề mình đổ thừa đổ thiếc, hay là bán hàng 98-99 xong đến lúc lại bảo là cái này chày, cái này cấn là không bảo hành nha anh em. Không sợ điều đó, bên mình luôn luôn là có một cái hệ thống rất là chặt chẽ, khi mà gửi hàng đi quay video lại máy để gửi cho các bạn, cho các anh em để yên tâm nhá. Rồi, lời sau cùng thì cảm ơn tất cả anh em đã luôn yêu mến và ủng hộ. Một lần nữa, nếu như ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn dĩ nhiên đăng ký kênh rồi thì mình cảm ơn quá luôn. Và chúc anh em thật nhiều sức khỏe, niềm vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.